Mấy ngày nay thì mình giao lưu nè, mình là họng kèn anh test 511B ha. Thì có nhiều anh em lại thích những cặp kèn to, bự, khủng. Thì cũng có người lại thích những cái kèn nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Thì hiện nay mình lên giao lưu nè, mình là họng kèn của anh test Lan Xin. Model là 811B. Con này có chiều ngang là 47 cm, chiều cao là 22 cm và lắp cái quả chép của Arborer 110-10 đến từ Mỹ ha, dòng khá là gấu và khá là hiếm. Vâng, em xin chào anh em mình. Em xin chúc anh em mình buổi tối Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc ha. Thì tối nay em có một cái cụ chép khá là to và khá là khủng. Đó. Thích hợp anh em mình thích sưu tầm hàng khủng, hàng độc và hàng hiếm anh em ha. Thì đây là cái cụ chép 110-10 của hãng Arborer nha các bạn ha. Arborer một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ nha các bạn ha, đến từ Mỹ. Đấy. Thì hãng này được thành lập vào năm 1985 nha các bạn, chuyên sản xuất những dòng âm thanh cao cấp nha các bạn. Thì anh em mình có thể tìm hiểu thông tin về hãng này nha anh em ha. Đó. Thì cái cụ chép 110 này các bạn được hãng trang bị là cái màn các bạn, cái màn là phenolic nha anh em ha. Thì với cái màn này các bạn thì nó có khả năng chịu nhiệt tốt nha các bạn ha, và cái độ cứng của em nó rất là cao nha anh em. Đó. Độ cứng là độ bền đó các bạn đó, cho nên thì với cái cụ chép này nó rất là bền bỉ nha anh em ha. Và anh em mình, nếu mà anh em nào mà chơi những cái dòng sân khấu mà sự kiện đó cao cấp nhiều tiền đó, thì anh em mình sẽ thấy cái thương hiệu Arborer này rất là nhiều anh em ha. Đó, những cái dòng mà dàn âm thanh sân khấu cao cấp mắc tiền là các bạn, những cái cặp loa Arborer này các bạn ha, rất là khủng và rất là vip và đặc biệt là rất là mắc nha các bạn. Đó, thì anh em mình nếu mà chưa có gọi là chưa có gặp qua hãng Arborer này thì anh em mình có thể tìm hiểu thêm thông tin ha. Đó, thì cũ chép này anh em mình thấy là rất là to, rất là khủng, cũ to bự cả găng tay nha các bạn. Đó, hả, hàng về còn khá là đẹp. Thì cái tem ở đây bên đây thì nó bị bị xé rồi, cái này nó không có ảnh hưởng gì nha anh em ha. Đó, rất là to và rất là khủng. Thì với cụ chép 110 này á, thì anh em mình có thể lắp được họng anh test nha. Anh em mình thấy hai cái lỗ bắt ốc xa xa này nè. Đó. Anh em mình mua cũ này mình sẽ tặng cho anh em mình là con ốc để anh em mình bắt. Tại sao mình tặng? Tại vì đây là con ốc hệ in của Mỹ nha các bạn ha. Găng thưa nha các bạn. Đó, mình sẽ tặng kèm để anh em mình về anh em mình phải lắp vào những cái họng nếu anh em mình ở nhà sẵn có. Và anh em mình thấy là sẽ có ba con ốc, ba góc nè, hình tam giác nè. Thì anh em mình hãy lắp được họng JBL nha anh em ha. Hồi nãy mình tính láo háo cái họng 2305 này ra ha, để mình thị phạm cho anh em mình xem nha. Nhưng mà mình tháo được mấy con ốc và cái gòn này là các bạn, con này chưa từng tháo cho nên nó còn dính rất là chặt. Đó, cho nên mình sẽ giữ nguyên, mình sẽ làm cái clip riêng cho cái củ còi JBL 2461 này sau nha anh em ha. Thì mình chia sẻ anh em mình là cái cũ Arborer 110 này anh em mình hãy lắp được họng anh test 811 511 ha. Nói chung họng anh test là anh em mình lắp được và anh em mình cũng có thể lắp được họng JBL 1 inch nha anh em ha. Anh em mình nhà có họng JBL 1 inch rồi thì anh em mình lắp vào nha anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái cũ Arborer 110 này vào họng anh test 811, mình mở để mình nghe chất âm của em nó như thế nào nha. Thì mình chia sẻ với mình một xíu là con này tiếng rất là tốt nha các bạn, tiếng rất là tốt, rất là khỏe đây các bạn. Đó, thì mình có được một ít ốc hệ in ha. Anh em mình mua cái này á, nếu mà anh em mua cũ không á, mình sẽ tặng kèm cho anh em mình cái ốc để anh em mình về anh em mình bắt ha. Mấy cái này là hàng giao lưu cho anh em, cái này là giao lưu người ta mới chia sẻ đó các bạn ơi. Cái này anh em thường anh em sẽ để dành xài nha, ít có ai cho mình ha. Rồi rồi mình anh em mình thấy nè, họng anh test ha, lắp vô là vừa y nha. Con này á thì mình có thể lắp được họng JBL và họng anh test ha.
Bên nào mà có họng rồi nên mình dứt cái cũ này về chơi. Cộng này bao ghiền luôn. Đó. À, dòng khá là VIP, cũng rất là ít gặp trên thị trường nha. Anh em mình thấy trang model Arborer 110. Đây các bạn. À, mình xin cắt clip một tí, mình sẽ làm cho nó nhanh ha, để tiết kiệm thời gian của anh em mình, chứ bắt ốc có gì đâu đâu mà xem. Rồi, mình đã lắp xong cũ ha, mình mở kết nối dây đầy đủ hết rồi. Mình mượn cái phần tàn Antech Lansing ha, N801 ha, cắt 800 hạt. Thì với củ còi này mình phải chơi từ 500 cho đến 1,2 kg. Bây giờ mình sẽ mời em mình nghe đoạn test. Mình sẽ nghe tiếng chép trước nhà em ha. Mình sẽ nghe tiếng chép rồi mình sẽ nghe saxophone ha. Rồi em xin mời em mình nghe đoạn test play nữa, quên. Vâng các bạn, thì cũng như là mình vừa test và Zalo đến em mình cặp cũ chép đến từ Mỹ ha. Thì của hãng Arborer, model là 110-10. Đó, một cũ chép to khủng ha. Thì họng kèn mình đang ghép là 811B. Thì nếu mình có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại cũng như Zalo của mình là 0919929926. Vâng, em xin cảm ơn em mình rất là nhiều. Em xin hẹn gặp lại em mình ở clip sau. Xin chào anh em mình nha.